Đây là con đường nhựa nha anh chị. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem gì xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ nhựa này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một ngôi nhà nha. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra đường lộ sồi. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới ngay chỗ cái lộ sồi thì tầm khoảng 1 km là tới nha anh chị. Còn từ đây mà anh chị cũng đi đường này luôn, ra quốc lộ 50 thì khoảng 4 km. Còn ở đây sau này anh chị mua ngôi nhà này, anh chị đi chợ thì đi chợ ngay chỗ chợ lộ sồi cho nó gần nha, thì tầm khoảng 1 km. Còn cái hướng ngược lại, hướng ngược lại là anh chị đi thông về ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ Chánh. Ngay đó có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn, thì tầm khoảng 2 km. Được cái là ở đây sau này anh chị có con nhỏ thì mình gỡ cái trường mầm non sát bên đây thì tầm khoảng 200m nè. Còn từ ngay đây mà anh chị về tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, em tính điểm là ngay quảng trường nha, thì tầm khoảng 4 km nha anh chị. Được cái ở đây là đường huyện lộ 28 nha anh chị. Đó, đường nhựa rất là đẹp luôn. Nó ở đây thì anh chị cũng biết rồi, đường huyện lộ thì điện nước wifi đều có đầy đủ hết luôn, cho nên vấn đề đó thì anh chị an tâm nha. Và cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái ngôi nhà này. Tính từ cái mí này nè anh chị, cắt ngang qua bên đây là 8,5 m. Và mình có cái chiều sâu cạnh tính mặt tiền nhìn vô là cạnh mé bên trái nha, đi sâu vào là 34 m. Còn tính cái cạnh phía bên phải á, mặt tiền nhìn vô á, đi sâu vào là 14 m. Rồi mình đá ra cái chữ L 2 m. Rồi tiếp tục đi sâu xuống 6 m nữa nha anh chị. Rồi đá qua chữ L một cái nữa, đá qua chữ L là 4 m nữa. Rồi mình đi sâu xuống 14 m. Phía sau hậu của mình là 15 m. Tổng diện tích hết đất luôn, hết đất và ngôi nhà thì tầm khoảng 350 m². Nó do cái sổ này chủ cắt ra nha anh chị. Nó diện tích ước tính là 350 m². Có cạnh bên đây hơi khó hiểu một chút nè. Bên đây mình đi sâu vào là 14 m. Rồi mình đá qua chữ L là 2 m. Rồi tiếp tục đi sâu xuống 6 m nữa, đá qua chữ L 4 m. Rồi đi sâu xuống 14 m nữa. Rồi phía sau hậu của mình thì 15 m. Cho nên tổng diện tích ước tính thì tầm khoảng 350 m². Nó hiện tại nhà mình đang kinh doanh quán cà phê nha anh chị, và trà sữa luôn. Nó ngôi nhà rất là đẹp luôn. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền ngôi nhà mình thì xây về hướng Tây Nam, cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới ngay chỗ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Còn từ đây mình lên trung tâm của thành phố Mỹ Tho thì tầm khoảng 4 km như nãy em đã nói rồi, cho nên em khỏi lên định vị nha. Tính từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 22 phút, khoảng cách là 67 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 19 phút, khoảng cách là 74 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cái ngôi nhà cho anh chị mình xem chi tiết và cụ thể luôn nha. Đó, đây là bên trong của mình nè. Ngang qua là 8,5 m, chủ cắt ra nha anh chị. Ngang qua là 8,5 m. Và cái chiều sâu cạnh phía bên trái đi sâu vào là 34 m. Còn cạnh phía bên phải đi sâu vào, để em qua bên đây em quay trước, em vô nhà em quay cho anh chị xem cho nó rõ luôn nha. Nó đi sâu vào tới ngay chỗ cái mí này. Đây, mình đi sâu vào tới ngay mí này, do chủ cắt ra chủ chừa căn nhà bên đây lại. Nó tới đây hết anh chị. Ngay mí này là từ đó xuống đây là 14 m. Rồi mình đá qua chữ L bên đó là khoảng 2 m. Và từ ngay mí đó mới tiếp tục đi sâu xuống dưới này là khoảng 6 m nữa. Nói cho nên nhà mình đá hai chữ L lẫn nha anh chị. Đó, mình đá tới ngay chỗ này là 6 m nữa nè. Và từ đây mình đá qua chữ L thêm một lần thứ hai là mình đi ra ngoài phía bên này luôn là 4 m nữa. Rồi từ ngay chỗ cái mí thùng B á, rồi mới chạy dài xuống dưới đó là 14 m nữa. Và phía sau hậu của mình thì 15 m nha, cho nên tổng diện tích hết đất của mình luôn. Đất và ngôi nhà ước tính tầm khoảng
350 m². Do chủ cắt ra, chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị mình ha. Hiện tại chủ đang kêu cái ngôi nhà này và hết đất luôn á là 1.950.000.000. Và cái giá này chủ cắt ra cho nên chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị nha. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ dẫn anh chị đến xem được thì anh chị mua cái ngôi nhà này, vừa ở phía sau vừa kinh doanh buôn bán phía trước nha anh chị. Như hiện tại thì chủ cũng đang kinh doanh buôn bán quán cà phê nè. Rồi giờ để em sẽ bước vào phía bên trong cho anh chị mình xem cho nó chi tiết bên trong có ngôi nhà mình ha. Đây nhà thì chủ cũng đóng là phong rồi, gạch đồ cũng có lót hết rồi nha anh chị. Đó, bên đây thì chủ dán lên tới là mí là phong luôn. Còn bên trong thì dán lên chỉ khoảng 1m6 rồi nha anh chị. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem. Nói như nãy em nói trong cái video á, nó có cái chỗ khó hiểu là mình ráo mấy chữ L là do chừa lại cái căn nhà bên kia lại. Còn căn bên đây là bán, tính ra của mình là nở hậu không nha. Còn cái căn bên kia thì mình không tính đi. Đó, đây là phòng thờ, rồi cộng luôn phòng khách đó anh chị. Đó, giá hiện tại chủ đang kêu là 1.950.000.000. Giá này do chủ cắt ra, chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị nha. Nó giờ đây là ngay cái khu vực ngay cửa đi. Đó, đây là cái không gian phía sau luôn. Nó anh chị thấy tên là phòng nào cũng đóng rồi nè. Đó ha, đây là cái không gian cái phía sau. Đây, ngay vị trí mà nãy em đi đó ha. À, đây. Tại do nó đá qua chữ hai chữ L đó anh chị. Nhưng mà mình đá ra không là quá đẹp rồi. Còn cái nhà chừa lại thì nó tấp thôi, còn này mình đá ra toàn là nở không. Nó đây là cái không gian phía sau của mình. Nó giống như mình có không gian sau này mình làm cái kho ha, buôn bán ngoài trước gì đó. Nó phía trước của mình ha là 8m rưỡi. Và mình đi sâu xuống cái cạnh tính mặt tiền nhìn vô á là cạnh bên trái nha, đi sâu vào là 34m. Còn cái cạnh bên phải á, mình đi sâu vào tới đó là 14m. Ngay chỗ cái mí tay em chỉ ngay cây cột ha. 14m là tới đó, rồi mình đá qua chuyển L bên đây khoảng 2m hơn. Rồi mới đi sâu xuống dưới này là 6m nữa, rồi đá qua chuyển L 4m. Rồi tiếp tục đi sâu xuống 14m, phía sau hậu của mình là 15m. Cho nên tổng diện tích ước tính là khoảng 350 m². Nếu như anh chị nào á, chủ đang kêu tổng diện tích ước tính vậy ha, nếu mà đo thiếu thì chủ sẽ trừ tiền lại nha. Nhưng mà nếu mà đo dư thì chủ sẽ cho anh chị hưởng luôn. Nhưng mà thường là chắc nó dư chứ nó không thiếu đâu, đã tự hao lại rồi. Còn cái hành lang lộ của mình thì chỉ có 3m thôi nha anh chị. Hành lang bảo vệ lộ của mình á là chỉ có 3m à. Và nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ ngay cho em nha. Rồi em dẫn anh chị mình đến xem. Nó được thì anh chị mua cái ngôi nhà này ở ngoài trước kinh doanh buôn bán cà phê hay muốn bán gì cũng được. Còn phía sau mình có căn nhà để ở. Rồi em lên nhanh cái clip này cho anh chị mình xem, nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tân Mỹ Chánh nha, của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì liên hệ ngay cho em nha. Nó đây mình cũng giáp ranh với huyện Chợ Gạo của Tiền Giang luôn anh chị. Đó, chủ cũng lót gạch đồ hết luôn rồi, quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn chị đã xem hết video của em nha. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì alo em ha. Rồi em xin chào anh chị ạ.